Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con.
con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha. Cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đang yên muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Một ngày từ giã bạn bè trở về với Chúa, sẽ có một hôm cất bước một mình đi vào thiên thu. Hãy sống tình yêu Chúa sẽ trả công, ai sống luật Ngài Chúa sẽ cùng con hát khúc tình ca thiên đường ngàn năm. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời này trong qua. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời rồi qua đi. Người ơi, người hãy nhớ cho lòng người đầy oan khiên. Một ngày từ giã vợ chồng đàn con yêu dấu, sẽ có một hôm riêng con cô đơn đi về thiên thu. Phú quý lời danh chiến thắng rào sang rồi cũng hào huyền. Chúa hay dù thương, Chúa hay vui an, hoài chờ mong. Ông Phùng Văn Tới sinh ngày 18 tháng 6 năm 1993, thường trú tại xóm Nhân Tiến, xã Giao Nhân,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Do lâm bệnh đột ngột, ông không qua khỏi, đã từ trần hồi 5 giờ 45 phút ngày 19 tháng 2 năm 2023, tức ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mã. Ông hưởng dương 31 tuổi. Xin danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Và trên toàn cõi đất, người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tang là tượng trưng của nỗi buồn mất mát của người thân. Nhưng đối với người tín hữu Chúa Kitô thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng. Vì Chúa đã hứa ngày cánh chung người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc. Tuy nhiên trong thân phận con người, trong tình liên đới ruột thịt, ta có tang là để chia sẻ nỗi niềm của cuộc chia ly. Nhất là nhớ đến tình thương của người quá cố để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến phiên ta cũng phải nhắm mắt lìa đời, cũng phải vùi dưới lớp vải liệm, chết đi cho thói kỷ và những đam mê xác thịt để được sống lại vinh hiển với Chúa Kitô phục sinh. Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc nhở cho ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyển này đang chịu phép rửa tội, và ta có bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày trình diện trước Chúa Kitô cứu thế. Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép tang phục cho chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, tang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn là màu tang chế đau thương ly biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Đức Kitô tư nạn và phục sinh,
thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền, trong trắng thanh sạch vinh cửu. Gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà chúng con đã lãnh nhận trong ngày chiêu phép đưa tôi để trở thành con người mới, trở thành chi thế trong nhiệm thế Chúa Kitô. Luôn tin cậy Cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho tăng quyến khi mặc màu tăng phục trắng này luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận biết Cha là lê sông, là gia nghiệp, biết sống trong sạch tinh tuyệt và luôn sẵn sàng canh thức giờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin kính mời anh chị Tiến. Tiến. Xin kính mời anh chị Sĩ. Xin kính mời anh chị Mỹ. Xin kính mời cô chú Đảo. Xin kính mời chú Điển. Xin kính mời chú Tình. Xin kính mời cô Vân. Xin kính mời anh Thu. Xin mời chú Tiến. Xin kính mời chú Phong. Chú Cao ở đây kìa. Tiếp theo xin mời đại diện ông bà Xuân. Xin kính mời cậu Quốc. Xin kính mời chị Bình đại diện cho gia đình Bác Sen.
người đại diện hai thiêng liêng, hai con thiêng liêng và hai con anh. Đại diện cho bà Xuân lên đăng đàn này. Anh chị em thân mến, giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức tưởng niệm. Chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho người thân của chúng ta mới qua đời. Xin Chúa thương ban cho linh hồn Phêrô sau khi kết thúc cuộc đời nơi trần thế được về quê trời hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Người thân của chúng ta đây đã được chịu phép lửa, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta, hy vọng linh hồn Phêrô được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Lạy Cha, xin thánh hóa người thân chúng con đây là kẻ trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, phó thác cuộc đời cho Cha và tin lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho thân xác người thân chúng con đây được sống lại như con Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa đã dùng y tí thanh tẩy mà làm cho linh hồn Phêrô được trở nên con thần của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Phêrô vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho linh hồn Phêrô được thoát khỏi diện si sư trên, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sáng được Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người thân chúng con đây là anh Phêrô được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đấng đã đánh bại thần chết, và xin cho linh hồn Phêrô được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn thuở muôn đời. Chúng con cầu xin vì danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Làm phép quan tài, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này khi sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời không do tay người phàm làm ra. Vậy Lạy Cha,
xin thanh hoa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của cha. Xin cho nhà tạm này được cha thanh hoa và chúc phúc, để trở nên nơi an nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con, là đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cha đã gọi ông Phêrô ra khỏi thế gian này trở về với cha. Xin cho người con của cha đây ngay từ giờ phút này được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước cha, chung hưởng vinh phong với các người cha đã chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời được. Xin cứ nơi linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ông Thánh Giuse là bàn tay say Đức Mẹ Maria cho đời đồng trên cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Xin hiền hồi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi, xin hoa nhớ nỗi ô buồn.
kính thưa ban chấp hành giáo xứ, kính thưa ban chấp hành giáo nội, kính thưa các quý khách cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa. Ông Phêrô của chúng con hôm nay đã được Chúa gọi về với Chúa, được sự yêu ái của cha xứ rồi nè, mà đến đưa được sự ông Phêrô của chúng con đã được Chúa gọi về với Chúa, về sáng chiều hôm nay đã được cha xứ đến làm phép phan tang để cho chúng con sử dụng. Và thì hôm nay cha này làm phép quan tài là ngôi nhà tràng của ông Phêrô. Vậy con đại diện cho gia tăng xin chân thành cảm đổi ơn cha, và cũng xin cảm ơn quý thầy, quý ban hành giáo, quý ban giáp nội, tất cả các quý khách đã về giường để nghi lễ phát tang hôm nay và cầu nguyện cho linh hồn Phêrô của chúng con. Vậy chúng con đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn.
kính mến. Kính thưa các quý vị đại biểu đang hiện diện tại Gia Ta, đang giữa lúc quê hương ta mọi người, mọi nhà hăng say lao động sản xuất để làm ra nhiều của cải vật chất phục vụ đời sống cho mỗi nhà, mỗi người, thì hỡi hơi nội tộc, họ nội ngoại tộc chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn. Ông Pedro đã vâng lời Chúa gọi ra đi về sum họp cùng nước Chúa. Nhận được tin buồn này, mọi người trong họ nội ngoại tộc chúng tôi ai cũng bùi ngùi tiếc thương. Giờ này tề tựu nơi đây, trước tiên xin được có lời thăm hỏi ân cần, lời chia buồn sâu sắc tới bà quả phụ, tới gia đình tang quyến. Đồng thời đoàn tổ chức lễ tế viếng và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Pedro. Đội tập dâng vòng hoa kính viếng, xin trân trọng kính mời. Nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta, mà ý của Chúa Cha đấng đã sai ta là tất cả những gì người đã ban cho ta. Ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Vì đây chính ý của Cha ta,
đấng đã sai ta là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy mà làm cho linh hồn Phêrô được trở lên con thật của Chúa. Xin đón nhận linh hồn Phêrô vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Phêrô nay đã trở về với Chúa. Xin cho linh hồn Phêrô được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mời mọi người trong trang trường xin hướng về thi hài của ông để chào biệt. Lời chào biệt bắt đầu. Thôi. Vâng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu họ ngoại tộc gồm nội ngoại tộc về phía bà Hương và anh em cha chú bác về phía bà Mộc. Xin kính mời đoàn về tổ chức trình lễ viếng và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Phêrô. Đoàn đại biểu ngoại tộc gồm nội ngoại tộc về phía bà Hương cùng với anh em cha chú bác về phía bà Mộc sẽ tổ chức trình lễ viếng. Kính thưa các quý vị đại biểu đang có mặt tại Gia Tăng, thưa họ Hiếu cùng gia đình tăng quyến, để thiểu nơi phòng tang trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài ông Phêrô giờ này là đoàn đại biểu họ ngoại tộc gồm nội và ngoại tộc về phía bà Hương cùng với anh em cha chú bác về phía bà Mộc. Giờ này thì thiểu nơi đây trước hết đoàn chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao tới bà quả phụ nói riêng. Xin được gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chia buồn sâu lặng tới gia đình tăng tiến cùng họ Hiếu.
trong tình yêu phu phù. Nay Chúa đã gọi ông Phêrô về cùng Chúa. Cúi xin Chúa rộng lòng tha thứ cho kẻ đã qua đời và ân cần chăm sóc người còn lại, để mai ngày họ cùng nhau hướng tình yêu vinh cửu của Chúa trên đến muôn đời. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Lạy Chúa, ông Phêrô sinh thời vì bản tính loài người mỏng giòn, đã sai lối cánh nào mất lòng Chúa, thì giờ đây xin Chúa xót thương mà tha thứ mọi lỗi lầm đã trót phạm, để ông Phêrô được sớm họp đoàn cùng các thánh là những người Chúa chọn. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Cành đơn gánh giữa đường, xin cho mọi người vững tin vào Chúa và cuộc hồi ngộ mai này với ông Phêrô trên quê trời sẽ là động lực thúc đẩy mọi người vững tin, và nỗi buồn hôm nay sẽ trở thành niềm vui bất diệt muôn đời. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thâm nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chớp tôi nào ai đối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân nước Chúa trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho niềm. Vì người lớn nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thánh. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và nó sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy Mẹ, xin nhớ tôi trong cả lần lần. Linh hồn ông Phêrô rất xuất sắc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn, kính mời các quý vị trở về vị trí ban đầu để gia đình được mời nước. Trong kính mời đoàn về tổ chức trình lễ viếng và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Phêrô, xin trân trọng kính mời. Giờ này là đoàn đại biểu giáo khu Thánh Gia do Bùi Văn Duận làm trưởng đoàn. Nhận được tin báo buồn,
Kính thưa linh hồn Phêrô, kính thưa các cụ công các bà, kính thưa gia đình Tăng Quyến, nhận được tin báo buồn, chúng tôi đại diện cho giáo khu Thánh Gia về đây để phân điêu, chia buồn cùng gia đình Tăng Quyến và dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa thương, cất thoát những sự mất mát, đau thương và xoa dịu nỗi đau cho gia đình Tam Quyến, nhất là bà quả phụ.
Chúa và thi hài ông Phêrô giờ này là đoàn đại biểu gồm toàn thể các anh chị em về phía bà quả phụ đoàn do ông Đoàn Văn Thuận làm trưởng đoàn. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các ngươi đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu, thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: này Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
quý vị đại biểu đang có mặt tại gia tăng, thưa họ Hiếu cùng gia đình tăng quyến. Thì tiểu lê phòng tang giờ này là đoàn đại biểu đại diện cán bộ, công nhân viên, giáo viên trường mầm non xã Giao Nhân cùng với thường trực hội phụ huynh học sinh trường mầm non xã Giao Nhân có mối quan hệ về phía cháu Phùng Đức Tài là con trai của ông Phêrô do cô giáo Vũ Thị Ngọc Minh, hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn. Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp, đại diện các ban ngành đoàn thể xã Giao Nhân và cán bộ nhân dân các tổ chức đoàn thể hai xóm Nhân Tiến và Nhân Thắng, đoàn do ông Đặng Xuân Nghị, Phó Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm trưởng đoàn. Bà nhà sẽ sớm vượt qua, cố gắng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống thường nhật. Em lao cùng gia đình tan quyến xin được gửi ông lời chào vĩnh biệt, kính chúc ông nhân giấc nghỉ ngàn thu chốn thiên đàng vĩnh cửu. Đoàn đốc ta dành một phút mặc niệm bắt đầu. Các ngành đoàn thể trong xã và hai xóm đồi Nhân Tiến, Nhân Thắng. Hôm nay ông Phêrô Phùng Văn Tới chúng tôi được Chúa mời về, được các vị đã đến đây thành lập đoàn, trước hết có lời thăm hỏi, chia buồn và làm lễ viếng. Vậy tôi xin thay lời cho bà Bảo Phụ cũng như Tăng Hiếu xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị. Xin mời các quý vị về nơi xuất phát ban đầu để gia đình được đón tiếp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Đại biểu đang có mặt tại gia tăng, thưa họ Hiếu cùng gia đình tăng tiến. Thì tiểu lễ phòng tang giờ này là đoàn đại biểu đại diện tập thể lớp điều dưỡng K9D năm 2011-2013 mới có mối quan hệ là bạn học lớp điều dưỡng trường Trung cấp Y tế Nam Định. Thì tiểu lễ phòng tang giờ này là đoàn đại biểu đại diện hội đồng niên khóa 93 có mối quan hệ là bạn bè, đoàn do Nguyễn Quốc Bảo làm trưởng đoàn. Thank you.
Thưa gia đình Tam Tiến, kể điều lên phòng tang giờ này là đoàn đại biểu giáo xứ gồm ban chấp hành hội đồng mục vụ giáo xứ và công đoàn, hội gia trưởng, hội hiền mẫu và ban chấp hành hội chống giáo xứ thì đến đến và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông. Để nhận được tin này, đoàn chúng tôi về đây, trước hết tôi đại diện cho đoàn xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu nặng nhất. Xin Thiên Chúa là tình thương luôn nâng đỡ gia đình trong lúc tang gia đau buồn này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Này Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thâm nhân lời con kêu mà hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chẳng tội nào ai đối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì nơi Chúa tha lương, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy mỉ đời ơi. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ nạn dân đưa Chúa trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho nên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ nạn dân người thay. Chúa xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Hôm nay Cha đã đi thân rồi, Cha đã đi thân rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày hôm nay đã được các ban chấp hành nhà xứ rồi các liên hội đã về làm giờ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô của chúng tôi. Vì tôi đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn và cũng xin mời tất cả các quý vị mời số ban đầu để mời nhớ, xin chân thành cảm ơn. Kính linh hồn anh Phêrô kính mến, kính thưa các quý vị đại biểu đang có mặt tại Gia Tang, thưa họ Hiếu cùng gia đình Tang Quyến. Để tiếp lên phòng tang giờ này là đoàn đại biểu gồm các anh chị thành phố Nam Định và Hải Dương. Có mối quan hệ về phía bà quả phụ, đoàn do anh Nguyễn Thanh Đạt làm trưởng đoàn nhận được tin báo buồn. Thank you.
thánh thần. Amen. Thank you.
đại diện cho nhà tang. Trước tiên cũng là cảm ơn trong giáo giáp đã đến bất chút thời gian đến đây cầu nguyện cho Phêrô giúp con hôm nay cũng rất tốt đẹp. Thì con không biết nói gì hơn hết, con cũng chưa chúc sức khỏe các ông, và con cũng mời các ông trở lại những khu vực ban đầu để anh em con được đón tiếp. Con như thế nào? Thầy thiếu lễ phòng trang trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài ông Phêrô giờ này là đoàn đại biểu đại diện Công đoàn Giáo Giáp Đông. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được nên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem đây mà đưa Chúa trời sang lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Và không ai biết con trừ ra cha, và không ai biết cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho, tất cả hãy đến với ta, hỡi những kẻ khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
đang thể hiện lên phòng trang trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài ông Phêrô giờ này là đoàn đại biểu Cộng đoàn Giáo Giáp Tây cùng với Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo Xứ, đoàn giáo chủng Đỗ Thành Nam làm trưởng đoàn. Chí Linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Tôi tin kính Đức Chúa là Cha bé ta vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh với bà Maria đồng trinh, chịu nán thời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu răng đi trên cây thánh giá, trên mà tạo xa xuống ngục cầu tâm, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời. Ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép ta vô cùng, ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở tâm thế này, cả thánh thông cần, tôi tin phép tha tội, tôi tin sao loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy, Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được nên chốn nghỉ ngơi. Hằng gian thay mặt Đức Chúa Trời sang ngang vui vẻ vô cùng, Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Phêrô. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là linh hồn Phêrô được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Khi Chúa tôi đã lìa xa cùng đời chúng, Chúa đã đi xa
đang hiện diện nơi phòng tang trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài ông Phêrô. Chúng tôi là đoàn đại biểu cộng đoàn giáo dân Nam hội thánh Nghi Sơn về phía anh chị Tiến, đoàn do ông chủ Nguyễn Văn Khanh làm trưởng đoàn. Chúng ta không tránh khỏi
những lỗi lầm. Xin Chúa thánh cả Phêrô, nếu còn những gì trên dương gian này, xin đón nhận ông về nước hàng sống muôn đời. Cho phép đoàn chúng tôi làm giờ cầu nguyện cho ông. Xin Chúa đón nhận ông về nước hàng sống muôn đời. Để trước khi đi vào cầu nguyện, xin kính mời một vị đại diện dâng trà mừng thương. Thank you.
lên Chúa gọi mở, để nên trên y tế của người. Ôi thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cài cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ. Từ đây suốt đời không bao giờ đổi cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đóng hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, còn vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, cha ơi, còn vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây
dù đường đời sóng gió xa khơi, Cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, Cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Đang hiện diện nơi phòng tang giờ này trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài ông Phêrô là đoàn đại biểu cộng đoàn giáo giáp chung là giáp nội của ông Phêrô để và di quan thi hài ông Phêrô về thánh đường tham dự thánh lễ an táng. Trần ta lại trở về với Thiên Chúa, nghi thức nhập mạch nhắc nhở ta rằng ông Phêrô nơi căn nhà trần gian này để về với nhà cha vĩnh cửu trên trời, sắp lìa bỏ thân nhân bạn bè để với Thiên Chúa tình thương. Trong giây phút bàng hoàng này, giây phút mà khuôn mặt thân yêu
của người thân là linh hồn Phêrô vĩnh viễn không còn được thấy trên trần gian này nữa. Chúng ta hãy hướng nhìn lên Thiên Chúa và cho linh hồn Phêrô được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu, và xin cho chúng ta được gặp lại linh hồn Phêrô trong nhà cha muôn thuở. Dì chúng con nhớ mãi hình ảnh ông Phêrô và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau và trong nhà Chúa muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc tất cả mọi người chúng con không cảm được nhìn thấy linh hồn Phêrô trên cõi đời này nữa. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương chiều mến linh hồn Phêrô. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay trước sự chia đi đầy mất mát đau thương này, nhưng xin cho chúng con tràn trề niềm hy vọng sẽ được vào nước trời là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy lắng nghe lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đổi được, tội Chúa hằng có nhận. Linh hồn con thấy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Nhưng cái làm tân được Chúa trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liếm. Vì người thân nhân mình ngày thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội mọi thế. Sáng soi vô cùng, lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù và được đi ơn. Amen. Chương trình tiễn biệt ông Phêrô về thánh đường giáo xứ Hương Nhân, thánh lễ an táng: một cầm tay, hai hậu trống, ba chiêng trống các đình các nóc, bốn thánh giá, năm cờ tay các đình các nóc, 6. Hội nhà cụ dân tộc, 7. Quý dì dòng, 8. Các lá hoa các đình các nóc, 9. Hội càn, 10. Quý chức tân cựu quả quý giác hội, 11. Hội nam nhạc, 12. Phòng hoa giác hội, 13. Chiêng trống giác hội, 12. Chân dung ông Phêrô, 13. Linh cứu ông Phêrô, 14. Quý khách và cộng đoàn tham dự.
Thank you.
con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lần của bạn đã nhận lễ cho chúng ta niềm tin tưởng cậy trông ở nơi Chúa. Như Đức Kitô đã chết và sống lại thế nào thì Thiên Chúa cũng cho chúng ta được như vậy. Thế nhưng mà rồi đối với con người, cái chết đó là cái sự buồn bã, sự chê ly mà con người nào cảm giác không gì có thể đứng cao được. Đối với cái rùm này, một con người còn rất trẻ trung, nhưng Thiên Chúa đã định liệu cho từ như vậy. Chúng ta không biết gì khác ngoài cái việc niềm tâm để cầu nguyện trời. Xin chia sẻ gia đình tạm khuyến trong sự mất mát này. Xin Chúa đón nhận linh hồn Phêrô, một người con của Chúa, vào trong vương quốc Thiên Chúa của Ngài. Anh chị em chúng ta nhìn tâm tội lỗi chúng ta để xứng đáng hưởng hầu niệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Bởi được thanh tẩy trong sự chết của người,
để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của người, thì chúng ta cũng được hợp với người trong sự sống lại cũng như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh vào cổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được người nữa. Đó là lời Chúa. Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đã đón chạm về. Trong số đó có 5 cô khở dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khở dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy mình. Vì chạm về đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khở dại nói với các cô khôn ngoan rằng: các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại: e không đủ cho chúng em và cho các chị. Các chị ra hàng mà mua thì hơn. Sau khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào giờ nào. Đó là lời Chúa. Nhìn vào trong ký tập 2 tập 4 thấy được rằng là anh Phêrô sinh vào ngày 16 tháng 8 năm 1993 và cho đến ngày mất, ngày hôm kia, tính theo cái tuổi ta thì chúng ta tính là tuổi 31. Còn nếu tính cái thời gian theo giáo luật thì anh mới được 29 tuổi rưỡi, một cái tuổi còn rất trẻ, sung sức, mà dám mà chúng ta có thể đảo được đổi sang 92 tuổi rưỡi thì đó là cái tuổi chúng ta mơ ước nhiều hơn. Nhưng mà rồi chúng ta biết rằng nó cũng vẫn là cái giá, và với một cái tuổi đời còn trẻ trung ngắn ngủi, chúng ta mới cảm thấy cái thân phận con người mong manh, tựa như bông hoa sớm nở chiều tàn, không biết nay còn mai mất như thế nào. Và lời của Thánh Vịnh cũng nói với chúng ta: tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Nhiều lắm lần nữa đó, tuổi thọ trung bình của Việt Nam cho đến ngày hôm nay người ta tính được ở cái ngưỡng cửa 75, đó cũng là cái tuổi khá rồi. Trước đây thấp hơn, nhưng mà với ngành Phêrô thì chúng ta thấy còn quá trẻ để lại cho mình gánh gánh nặng cho bà quả phụ và những đứa con thơ dại. Và chúng ta cũng gớm thấy lời Chúa muốn nói với anh, con đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hạn chỉ. Cuộc đời của anh đang được theo dệt bởi cơm áo bát tiền, bởi nghề nghiệp cuộc sống để lo cho gia đình, vợ con. Ấy thế mà Chúa gọi anh chỉ trong chớp nhoáng, không ai biết đến. Khi mà mọi người biết thì mọi sự đã hoàn tất. Kính thưa cộng đoàn, chỉ một giấc ngủ đã lấy đi cả cái mạng sống của con người. Và đây không phải là một cái trường hợp duy nhất, mà cũng có những trường hợp khác cũng tương tự như thế. Một tối của Hạ thì người nói cha bố ở giáo xứ chúng ta có trường hợp chết còn rất trẻ. Mấy cha nói rằng là dạo này có rất nhiều người cũng trong cái tình trạng như vậy. Phải chăng đây cũng là cái điều mà chúng muốn nhắn gửi tới mỗi người chúng ta khi nghe trong đoạn tin mừng hôm nay các cô chỉ nữ khôn ngoan và khờ dại? Tất cả đều phải chuẩn bị cho mình. Ai chuẩn bị sẵn sàng, người ấy sẽ được vào dự tiệc cưới con chiên. Và ai không chuẩn bị sẵn sàng thì người ấy lại phải chịu những cái sự khốn khó. Nhìn lại trong cái quãng đường của chúng ta đã đi qua, xem là đã bao giờ chúng ta ý thức chưa, đã bao giờ chúng ta nhìn nhận mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có lẽ cũng đã có những lúc như vậy. Hay là khi chứng kiến cái chết của anh Phêrô, chúng ta cũng nghĩ là mình cũng phải chuẩn bị, bởi biết đâu đấy lần này rồi đến lần khác đến lượt mình, tuần này đến tuần sau, hay là chỉ hôm nay hôm sau. Cái đó không ai có thể biết được. Nhưng cái việc mà Chúa mời gọi chúng ta đó là hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Bởi vì dù ngắn dù dài, bài chính sách khôn ngoan mà chúng ta cũng thường nghe trong những cái ngày đám tang, người công chính dù có chết sớm nữa cũng được an vui. Chết trẻ hay chết già, chuyện đó không quan trọng, cho bằng chúng ta cần phải có một cái tâm tình sẵn sàng chuẩn bị cho mình. Bởi vì con người được sống khỏe mạnh đó là một hạnh phúc. Còn lại những cái thứ khác nó chỉ là phù du. Và vì vậy chúng ta luôn luôn nhớ rằng đừng xem những cái áp lực thành động lực. Lao động quá sức để rồi tổn hại đến bản thân. Đừng quên sức khỏe mới là tiền vốn. Không có sức khỏe thì không có cách nào tận hưởng được hết cái niềm vui của đời người. Đừng có nghĩ rằng bác sĩ là người có thể cứu lấy mạng sống của mình. Thật ra không phải như vậy. Chính chúng ta mới là người quyết định. Dưỡng sinh quan trọng hơn cả cứu mạng. Đừng mong nghĩ rằng cho đi sẽ được đền đáp. Chỉ có
không báo đáp mới có thể thực hành được những cái điều thiện, lấy đức để báo oán. Một khi mà mất chức thì cuối cùng vẫn trở về với dân thường. Đừng bỏ mặc những người có duyên với chúng ta, bởi vì sau khi những thế vinh hoa phú quý qua đi, chúng ta mới hiểu được rằng rất nhiều người sẽ rời xa chúng ta. Và khi ấy chúng ta mới thấy những người nào gần gũi tri kỷ với chúng ta. Đừng nghĩ rằng hỏi han là cuối đời. Những người thường gửi tin nhắn cho chúng ta nhất định phải là người có tâm trong cái hỷ vọng của chúng ta, quan tâm và gần gũi chúng ta, hay là người bần nông nghèo rất khổ tơ không ai biết đến, thì cuối cùng cũng đều giống nhau, bốn dài hai ngắn, chung một tư thế, lặng yên nằm xuống, sau đó bị chôn vùi trong lòng đất. Khi đến chẳng mang theo thứ gì, thì khi đi cũng giống như thế. Lời trong sách Gióp đã đưa ra cho chúng ta những cái bài học chí lý về cuộc sống con người. Và hôm nay nhìn vào trong cái đám tang của anh Phêrô, để mỗi người chúng ta cũng nghĩ đến chính bản thân của mình, dù chúng ta là ai, là người có địa vị trong xã hội, cũng như là những người bần nông, dù là những người giàu có, quyền lực, nhiều tiền, nhiều bạc, cũng như những người nghèo khổ, cũng là những người cần được mời gọi phải sống chuẩn bị cho mình. Khi mà chúng ta cảm thấy thực hiện và lý tưởng cái sự chênh lệch ấy, chúng ta sẽ sống nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Khi mà chúng ta cảm thấy uất ức, thương tâm, không có người hiểu mình, khi mà chúng ta vì ân oán, tình đồ mà canh cánh trong lòng, khi mà chúng ta vì lợi ích được mất mà so đo tính toán, khi mà chúng ta khom lưng cho mày đối với quyền thế, khi mà chúng ta vì địa vị cao thấp mà mưu tính hại nhau, tất cả sẽ không giải quyết được cái gì. Khi mà chúng ta phải cố gắng sống để có được cái tiếng tốt ở đời, chứ gì qua cái chết của anh Phêrô hôm nay, một lần nữa chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân của mình, để một lần nữa chúng ta cũng xem lại cái cách sống của chúng ta, và chúng ta cũng hãy chuẩn bị cho mình cái tư thế sẵn sàng như những cô chị nữ khôn ngoan luôn luôn biết chuẩn bị đèn và dầu để đón chờ ngày Chúa đến với chúng ta bất kỳ lúc nào. Amen. Chúa đã sai thiên thần đến an ủi Đức Kitô khi người hấp hối. Chúng ta hiện lời cầu xin Chúa thương mong sài thương thân và nâng đỡ những ai đang đau buồn vì tan tâm, như Chúa đã an ủi ta khuyên của Lazaro. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính là Thiên Chúa kẻ sống và người chết đã cho Đức Kitô sống lại. Nhờ suối nguồn ơn cứu độ qua thánh lễ này, chúng ta hiện lời cầu xin Chúa cho linh hồn Phêrô được hướng lòng Chúa do Thương.
Lạy Chúa, xin cho chúng con mọi mọi sự sự sinh
nói đem trong ngày chung con tam sông đường bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến toan. Đã khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Chúa cho tôi tên Chúa là Phêrô. Hôm nay đã được coi thế, khi đã được thánh tay giờ nghi lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoan lạc phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Lần mến, trước phút chia tay chúng ta cùng chào với anh em chúng ta. Trước khi lời từ biệt mà chúng ta nói lên lần cuối nơi đây, diễn tả được lòng yêu mến, xoa dịu được nỗi đau buồn và tăng thêm niềm tình trong của chúng ta. Vì chừng có ngày chúng ta sẽ vui mừng gặp lại người anh em chúng ta trong tình thân mật, nơi mà tình yêu của Chúa Kitô đấng chiến thắng mọi sự sẽ vĩnh viễn vượt thắng chính sự chết. Thank you.
Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phó thác linh hồn Phêrô, người thân yêu của chúng con cho cha. Dưới ánh mắt người đời, linh hồn Phêrô đã chết, nhưng xin cho linh hồn Phêrô được mãi bên cha. Xin cha cũng mở lượng hải hà mà tha thứ và thanh tẩy mọi lỗi lầm của linh hồn Phêrô đã chót phạm vì yếu đuối khi còn sống trên thế gian. Chúng con xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô thánh hóa phần mộ của người tín hữu Chúa. Này Chúa Kitô, Chúa đã là đấng làm cho chúng con sống lại và là sự sống lại của chúng con. Khi ăn nghỉ trong mùa ba ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của các tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh, mặc dù nay còn mang tâm cát bụi. Xin thương người con Chúa là linh hồn Phêrô được an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa tỏa sáng tôn nhan, làm cho linh hồn Phêrô sống lại để hưởng hạnh phúc vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con đang thương khóc linh hồn Phêrô, xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giúp chúng con vững lòng trong cây sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa giám đời chúng con. Lạy đại diện cho ba đất, hội cần, hội trống, hội chiêng, hội nam nhạc, hội gia trưởng, hội bà mẹ, hội vi sơn, hội lòng thương xót Chúa, các vị đại diện các ban ngành giáo xứ, các vị thông gia liên gia, thân bằng quyến thuộc, quý khách gần xa, kính thưa các quý vị ông Phùng Văn Tới, linh hồn Phêrô là người thân của gia đình chúng tôi lâm bệnh hiểm nghèo, đã từ trần vào ngày 19 tháng 2 năm 2023. Có tin báo buồn của gia đình đã được các hội đoàn, các ban ngành đến thăm hỏi, cầu nguyện và đưa tiễn ông linh hồn Phêrô ra nơi an nghỉ. Địa đại diện cho gia tang cũng như họ hiếu, tôi xin chân thành cảm ơn, xin Chúa xuống muôn ơn lành và trả công bội hậu cho các quý vị. Tôi xin chân thành cảm ơn và sau khi đưa tiễn linh hồn Phêrô, xin mời các quý vị về tại gia tang để gia đình được đón tiếp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thank you.
lênh đênh trên dòng đời. Nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao huyền, nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh hiển đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi. Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua, sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ lâu. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao huyền, nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa. Chốn luyện hình u tối, vòng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tín dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con gái thiết tha van nài. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trong ai người nương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khổ. Sâu tiếng khóc than, còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.
cao sang, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.